Đá Quang thứ 6 mùa 3 đã quay trở lại với sự tham gia của các khách mời nổi tiếng, những tình huống cực kỳ hài hước, mạnh mẽ lãng phạt lắm nghe, những nhận xét bá đạo. Họ phải có một cái lỗ tai rất là thính khi mà họ cùng nhau ở trong cái phòng đó. Những tiết mục hoành tráng, những pha quyết định có 102. Tất cả đều có trong chương trình Giác Quan thứ 6 vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên VTV3.